Xin chào các bạn. Hôm nay mình đến với cái chủ đề là review một quyển sách. Thì cái quyển sách mà mình muốn chia sẻ với các bạn là cái quyển Đắc Nhân Tâm. Thì cái quyển này thì quá quen thuộc với mọi người rồi, nên mình không có chia sẻ với cái nội dung trong quyển sách này nữa, mà mình chia sẻ một cái phần thắc mắc của mình khi đọc quyển sách này. Thì cái quyển sách Đắc Nhân Tâm này mình đọc nhiều lần rồi. Đây có thể nó đọc lại lần thứ 4, thứ 5 rồi. Thì bây giờ trong ở cái sách này á, thì có nhiều, thật sự là nó hay. Theo nhận định của mình thì nó hay, có nhiều cái rất là hay để chúng ta phải học hỏi từ nó. Nhưng có một thắc mắc, có một cái chương mà mình rất là phân vân và thắc mắc kinh khủng. Đó là cái chương thứ 10. Đây là cái chương thứ 10. Mình đọc, nó có tựa đề là đừng tranh cãi. Thì cái nội dung của cái chương này nói cái gì? Đây, mình xét cái chương thứ 10 có chủ đề là đừng tranh cãi, không tranh cãi. Thì có một cái nội dung khi bạn đọc đó, đó là tác giả Dale Carnegie đến dự tiệc mừng ông Ross Smith. Ông này là một phi công xuất sắc trong Thế chiến thứ nhất, được nhà vua Anh phúc phong tước hiệp sĩ và được chính phủ Úc tặng một phần thưởng lớn và được cả nước Mỹ kính trọng. Thì trong cái buổi tiệc các bạn, cái nội dung của nó bạn sẽ thấy trong cái này, khi bạn đọc bạn sẽ thấy này, đó thì trong cái buổi tiệc á thì có người nói cái câu có một vị thần sắp đặt số mệnh của chúng ta, ngài muốn sao thì ta phải chịu vậy. Cái câu nói này là trong Kinh Thánh. Thì tác giả Dale Carnegie bảo rằng cái vị khách kia sai rồi và khẳng định rằng câu nói trên đó là của Shakespeare. Tất nhiên, và cuối cùng là giữa tác giả Dale Carnegie và cái vị khách kia là coi như cãi nhau mà không có hồi kết các bạn, không có hồi kết luôn. Và cuối cùng ông Dale phải nhờ tới cái ông Frank Gamont, là chuyên gia nghiên cứu về Shakespeare, là trọng tài để phân xử cái cuộc tranh cãi này. Đó, thì đây cái nội dung nó như vậy, nội dung đó khi bạn đọc bạn sẽ thấy như vậy. Đó, thì cuối cùng á, cái người phân xử các bạn lại bảo rằng Carnegie ông sai rồi, câu nói trên là ở trong Kinh Thánh á, chứ không phải của Shakespeare đâu. Bạn thấy không nè, đó, Gammon là trọng tài nè, đồng ý giao vấn đề là cho Gammon là trọng tài và ông lắng nghe. Rồi ông Gammon đá chân vào tác giả dưới gầm bàn và nói rằng anh sai rồi Dale Carnegie, anh sai rồi. Ông ấy nói đúng đó, tức là vị khách kia nói đúng đấy, câu nói ở trong Kinh Thánh. Nhưng mà cuối cùng trên đường về á bạn, trên đường về nè, thì Dale Carnegie bực tức, rất là tức, mới hỏi ông trọng tài Gammon, Frank, cậu biết rõ ràng câu nói là trong Shakespeare mà sao lại nói là trong Kinh Thánh, đúng không bạn? Biết rõ ràng, biết rất rõ câu nói trên là của Shakespeare, nằm trong cái Hamlet hồi 5 cảnh 2. Nhưng ông vẫn nói, ông trọng tài nói là đeo, ông sai rồi, anh vị khách kia nói đúng, câu ấy ở trong Kinh Thánh. Thì cái sự bực tức của tác giả là rất là khó chịu. Và cuối cùng á thì ông trọng tài Frank thì nói với tác giả Dale á bằng một cái câu so dịu, đừng cố tranh cãi, chỉ để giành phần thắng, đừng cố tranh cãi. Và cái câu nói này của ông Frank là trở thành một cái chân lý sống cho tác giả Dale Carnegie, và tác giả viết đưa cái chân lý sống này vào trong quyển sách để đưa đến bạn đọc. Vấn đề nằm ở chỗ này bạn, vấn đề nằm ở chỗ này. Bạn thấy không? Đó. Cuối cùng á, bạn thấy không, tác giả nè, cuối cùng là tác giả tôi đã đi đến một kết luận trong đời này là chỉ có một cách giải quyết tranh cãi, là đừng để xảy ra tranh cãi. Ok, tất nhiên là hạn chế tranh cãi là tốt bạn, hạn chế tranh cãi là rất là tốt, tại vì mình cũng thấy cái việc tranh cãi nó sẽ đưa tới kết quả gì. Nhiều khi cái sự cái giới hạn giữa tranh cãi và mâu thuẫn á bạn, tranh cãi và tranh luận á, nói thì tất nhiên nó khác nhau rồi, nhưng mà khi mà tranh luận á thì tất nhiên trong cuộc sống thì bạn cũng thấy rồi,
tranh luận là dùng lý luận để phân tích các bạn, nhưng mà đến một hồi không biết tranh luận sao đến hồi cuối cùng thành cãi luôn. Mình cũng chả hiểu. Nhưng mà cái vấn đề là đây, ok, tác giả nói đúng, mình thì thắc mắc tác giả nói đúng là đừng có tranh cãi, ok, nhưng mà mình thắc mắc trong cái vấn đề này, mình có đặt thắc mắc trong vấn đề này, đó là mình có hai cái thắc mắc. Là thứ nhất, ok, chúng ta không cần tranh cãi để hơn thua, đúng không ạ? Nhưng mà có nhất thiết phải khẳng định người kia đúng không? Dù biết họ chắc họ rất là sai bạn, dù biết họ rất là sai, nhưng mà mình có khẳng định người kia đúng không? Ok, mình đừng tranh cãi, ok, bỏ đi cũng được, ok, không cãi, ok, anh sống theo quan điểm của anh, ok, tôi sống theo quan điểm của tôi, nhưng mà có nhất thiết biết rằng họ sai, nhưng mà mình khẳng định họ đúng, biết họ sai mà nói vẫn nói họ đúng, rồi xong tác giả bảo rằng cái việc đó gọi là không tranh cãi. Mình ý mình nói lại nha, nếu nếu theo kinh nghiệm của mình nó không tranh cãi là gì, ok, tôi tôn trọng ý kiến của anh, nhưng mà tôi không nhận xét anh đúng hay sai. Nếu như là tôi tôn trọng quan điểm sống anh, anh sống với cuộc đời của anh, còn tôi sống với quan điểm cuộc đời của tôi, mọi người chịu trách nhiệm cho cái quan điểm sống của mình, cho cuộc đời của mình, đúng không bạn? Đó là quan điểm của mình theo nghĩa không tranh cãi là vậy. Nhưng mà trong này tác giả lại bảo rằng không tranh cãi nghĩa là hãy nói người kia đúng đi dù biết họ sai. Bạn thấy không, cái quan ý của tác giả mà đeo anh sai rồi, ông vị khách kia đúng. Và cuối cùng á, ông Frank so dịu ông Dale bằng cách thì đừng cố tranh cãi chỉ để giành phần thắng. Và ông tác giả Dale á, ông bảo rằng đây là một trong những sống của ông, mà đừng cố tranh cãi chỉ để phần thắng nghĩa là gì? Nghĩa là ông Frank ông bảo rằng đừng cố tranh cãi chỉ để phần thắng, ý của ông á là hãy nói vị kia đúng đi dù biết rằng vị kia là sai. Bạn thấy không? Đó, vấn đề là bạn thấy không? Rồi, bạn hình vô đây không? Ok, đó, ok, rồi mình lại thắc mắc nữa là ok, chúng ta không phủ nhận họ, chúng ta không nói họ họ sai, đúng không? Nói nếu nói họ sai trong buổi tiệc thì quê quá, vậy thì cũng đừng nói họ đúng, im lặng, tôn trọng quan điểm, mỗi người một quan điểm, cần gì phải biết họ sai quá nhưng mà vẫn cơ hội lúc. Mình thấy cái này rất là lạ. Cái này tác giả dùng cái từ là đừng tranh cãi, chứ là người ta gọi là đánh chéo khái niệm. Mình cảm thấy trong này có sự đánh chéo khái niệm. Đó, tại vì đừng tranh cãi á, theo cái kinh nghiệm sống của mình á, ok, tức là không 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 để tâm tới cái chuyện đó. Anh sống theo quan điểm anh, tôi sống theo quan điểm của tôi, nhưng không có nghĩa rằng thấy họ là phải gọi là biết họ quá sai mà vẫn bảo rằng họ đúng. Mình thấy cái này nó thì kỳ sao á. Mình thấy rất là kỳ. Đó, nên đôi khi mình thắc mắc là cái chương này á, nó đang dạy tác giả bảo là chân lý sống, mình lại bảo rằng thực ra là giả dối hay chân thành. Mình đang thắc mắc, cái này mình cũng chưa dám khẳng định lắm, mình thắc mắc giả dối hay chân thành. Riêng cái chương này thôi. Thì mình cũng thắc mắc thì mình chia sẻ. Thì quyển sách này thực ra nhiều cái hay, nói chung là quyển sách này thực ra là nhiều cái hay. Quyển sách này thì rất là nhiều cái hay để học, nhưng riêng cái chương đừng tranh cãi á thì đến tận bây giờ mình vẫn còn thắc mắc. Mình vẫn thắc mắc lắm, là thực ra cái chương này tác giả đang dạy cho con người ta sự chân thành hay là giả dối. Thì thôi, mà mình cũng chia sẻ cái vấn đề của mình tới đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình. Thì đây là cái video thứ 64 của mình. Nếu bạn thấy có sự bổ ích đó, thì bạn có thể ủng hộ mình theo những thông tin như sau: ví Momo, còn số tài khoản Vietcombank và Agribank. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video review sách tiếp theo của mình. Cảm ơn các bạn đã xem. Chào các bạn.